Có rất nhiều bạn bảo là tại sao mình không về thăm nhà của mình ở dưới quê đi. Thì hôm nay mình sẽ làm vlog về thăm nhà mình nhá. Thì bố mình thì hôm nay vừa đi khám não mà mình cũng chưa biết được kết quả ấy, mình chưa hỏi thăm được. Còn mẹ mình thì mới mổ cái u lang ở trong bụng ấy. Thì tiện lần này mình về mình sẽ hỏi thăm gia đình mình cũng như là xem nhà mình có gì thay đổi không nhá. Trong tem mình hiện tại thì em Trung đen đi về khám nghĩa vụ quân sự đợt 2, không biết là có dính hay không. Dính thì như này thôi. Còn em Tuấn Ma thì về nhà khám bệnh rồi. Nhà em Tuấn Ma cách nhà mình khoảng mấy nhà dưới Quảng Linh Vân Đồn ấy, ở cái nhà mình ở ngày xưa ấy. Nói chung là nhiều bạn cứ hỏi mình với Tuấn Ma là gì thì thằng Tuấn ấy nó là em chơi cùng của mình khá là lâu rồi và nhà nó rất gần nhà mình. Lên nào mình đưa lên đây làm luôn. Ê, sao anh? Sao anh? Các bạn cứu bấm like. Ok, hiện tại mình đã lên xe rồi nhá. Đấy, tạm biệt Bắc Linh đi về Quảng Linh nhỉ. Đúng rồi. Vui không? Vui. Ngủ giấc là đến nơi mà, 3 tiếng. Lên đường anh ơi. A few moments later. Đến rồi, mình sẽ đập cửa sổ báo nha. Bà ơi. Đây có anh ruột mình dậy mở cửa. Hello. Hello, chào quý vị. Đây, nhà mình có hai chiếc xe gọi là phân khối lớn 150cc. Con này cũng 150cc. Ngày trước mình mua cho bố mình con này, mua cho anh mình con này. Đó. Đấy, nhà mình nghèo vừa bé bé vậy thôi. Đây, mình phát hiện ra anh mình mua rồng đỏ. Cái nước này khá là tuổi thơ luôn. Ngày xưa đi học mình suốt ngày mình uống. 5.000 thì như là một lọ. Thề vừa ngủ một giấc xong ngủ mệt thực sự luôn. Anh bạn cho mình ngủ ở đâu đấy? Ngủ đấy. Đang khát nước. Uống phát hết luôn. Quả đã. Đi ngủ thôi. Tomorrow. Thì mình vừa ăn cơm xong bạn ạ. Đấy, ăn cơm xong về nhà rửa bát. Ở trên kia thì không phải rửa. Ngày xưa mình nhớ là lần cuối cùng mình rửa bát là năm lớp 7. Bây giờ mình 21 tuổi các bạn ơi. Đáng ra tuổi này là phải có con rồi ấy, nhưng mà mình vẫn còn trẻ nhỉ. Trẻ chán luôn. 21 tuổi có con là hơi sớm. Không, 21 tuổi bình thường chúng mình là con hết rồi. Bây giờ mình sẽ dắt anh em đi xem cái nhà cũ mình ở từ hồi bé luôn cho đến cái lúc mà mình 16, 17 tuổi thì mình mới chuyển nhà sang cái nhà mới hiện tại, cái nhà mà vừa nãy anh em đến đấy. Còn cái nhà chuẩn bị tới này, cái nhà hồi bé bao nhiêu kỷ niệm luôn. Ngày xưa thấy cả ma cơ. Tôi thấy ma 3 lần ở cái nhà đấy. Và cái nhà đấy bây giờ hoang sơ lắm, không biết là lên nó sẽ như nào. Thì các bạn cùng theo chân mình với cả anh em mình đi xem nhá. Đây. Cái ngõ này ngày xưa là một cái chỗ gọi là chơi trốn tìm của mình hồi bé luôn. Ngày xưa bọn mình hay chơi trốn tìm ấy, cái ngõ này nó quá quen thuộc rồi. Mình hay lấp vào cái góc này với góc bên kia. Kỷ niệm ùa về. Các bạn nhìn cái xóm nhà mình có giống bên kiểu Hàn Quốc không? Nhà xây ở trên dốc. Đấy, ngày xưa bọn mình còn trốn dưới cái cống này cơ. Ngày xưa hay đá bóng ở trên cái sân nhà trên này này, xong bay bóng xuống cống xong nhặt. Mình tiện mình lên mình thăm bà hàng xóm mà ở cùng mình hồi bé. Ngày xưa bà hay cho mình đồ ăn. Không biết bây giờ bà còn ở đấy không. Đằng sau là rừng ấy. Ôi, đi kiểu này. Ngày xưa cơ, mình còn chạy từ trên đỉnh dốc mình chạy phi xuống không phanh cơ. Kiểu quen thuộc đấy. Kiểu mình đi 15 cái mình có kinh nghiệm. Mệt thật. Mỗi lần bố mình phi xe lên dốc này hơi bị nguy hiểm luôn, trời mưa ấy. Mấy nhà bạn mình hàng xóm bây giờ cũng không ở nữa rồi. Xây nhà to luôn. Đấy, thế đó. Cái nhà gắn bó với mình từ hồi bé tí cho đến lúc mà mình 16 tuổi. 15 tuổi. Bà ơi. Bà ơi. À, có bà ở nhà này. Bà nhận ra cháu không? Con nhà bà. Làm mẹ cha thằng Minh Đức. Vâng. Cái nào là Đức, mày là Đức à? Đúng rồi. Bà nhận ra cháu không? Bà khỏe không? Mai bà đi chạy đường não rồi. Sao lại đi chạy đường não? Hả? Đi chạy đường não ở đâu?
Tháng mai đi. Nhưng mà đi ở đâu? Đi chạy rừng lao không biết. Không biết người ta cho đâu bà. Đâu rồi đấy, bà sạch nhà sạch đấy đâu. Bà đang dọn nhà để mai đi ấy mà. Thế là bà không ở đây nữa. Ừ. Đâu mẹ bố không dậy. Vâng. Đâu mẹ bố không đứt. Hồi bé thì bé anh với bỏ mẹ ở đây đấy. Vâng. Ơ thế, thế là ra đấy là người, trên, trên thành phố người ta cho bà đi à? Trên thành phố người ta cho đi à? Nhà. Trên thành phố ấy, người ta cho đi à? Tháng mai đi rồi, ta bài dưới đi rồi. Vâng. Ê, biếu bà 500 uống nước. Cậu uống nước bà. Điên nói cho mẹ mày ấy. Không, mẹ cháu khỏi rồi. Béo đỡ rồi. Vâng. Cho bà tiền uống nước. Và nên mua đồ ăn ăn. Thế bà có già lắm, có yếu lắm mà. Đã ừ, nhưng bà, rồi. Sao bà vẫn khỏe nhờ? Khỏe bằng bà nội nữa chứ. Bà cháu yếu hơn. Bà bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay bà bao nhiêu tuổi? 84 rồi. 84 rồi? Sao nhìn khỏe đấy? Yếu rồi. Đi ra phải dọn đồ về xuống dưới kia để mang xe chở đi. Vâng. Ê, cháu xem lại cái nhà nhá. Ừ. Đây, ngày xưa học bài nhá. Các bạn học ở đây đúng không? Nhìn ra ngoài cửa sổ này thấy ma mà. Thấy bóng hồn trẻ em. Tại vì đằng sau nhà mình có cái mộ của trẻ sơ sinh ấy. Kinh á. Ui, bên dưới này giờ thành cái gì vậy? Có tối không Vũ? Vẫn sáng bạn ạ. Đây. Ui, sao chỗ này giờ nhìn bé nhở? Do là mình lớn lên nên là cái chỗ này bây giờ nhìn rất là bé. Trên này là cây khế này. Đấy, ở đây là bếp. Nói chung là ngày xưa thì đây là khu vực bếp nhá. Đó, ở kiểu đứng kiểu ở nông thôn nhưng mà giữa thành thị. Tại vì ngày xưa nhà mình rất là nghèo ấy. Mình làm nhà ở trên núi nhìn đằng sau là nhìn cũng khiếp khiếp ấy nhở. Nhưng mà đây lại là sân cầu lông. Kiểu như là cái lối này thì ở dưới mặt đường đúng không? Mỗi lần mình muốn đánh cầu lông ấy, mình xuống dưới cái dãy này này. Xong là mình trèo, mình mở cửa ra, mình vào mình đánh cầu lông. Tiện nhỉ? Ờ, buồn cười cực. Nói chung là, ôi cái mít này chết rồi. Chết rồi. Mình nhìn thấy ma 3 lần ở đây luôn. Tôi thề luôn, ra ngoài đường xe cán luôn. Tôi nhìn thấy ma 3 lần đây. Bò trên nóc bể có phải không? Mình diễn tả lại này dễ nhá. Nhiều bạn nghe câu chuyện nhưng không hiểu. Đây mình, có phải mình đang đánh răng. Lúc ấy mình thấp nhà này. Đấy. Mình đang đánh răng. Xong rồi mình ngó lên. Thấy trẻ con nó bò, nó đang ngồi ở đây luôn. Thế mẹ mình đang rửa bát ở đây. Thế, đây này, quay này. Thế là mẹ mình đang rửa bát ở chỗ này. Xong mình mới bảo là con nhìn thấy ma. Mẹ bảo yêu linh tinh. Hôm sau mình lại ra đây đánh răng. Nhưng mà mình kiểu vẫn tâm lý sợ ấy. Mình nhắm mắt này. Nhìn sang phát lại thấy cái bóng đang ngồi ở góc này. Mình lại bảo mẹ mình bảo thôi mày xem phim ít cái phim kinh dị thôi. Xong cách đấy khoảng 2 hôm sau, mẹ mình lại giặt quần áo ở đây. Mình không dám nhìn nữa. Mình chỉ thế này thôi. Hơi hơi hí mắt vẫn nhìn đấy. Lần thứ 3 lần đấy là mình sợ quá. Từ sau mình không bao giờ mình nhìn nóc bể nữa. Mà mình ở 5-6 năm trời mình không nhìn nóc bể lần nào nữa luôn. Có một lần nữa mình ngồi trong bàn học mình nhìn thấy cũng nhìn thấy cái bóng. Nói chung là ghê lắm. Thế bà ngồi nhá. Ừ. Cháu ừ, để... Vâng. Cháu chào bà. Về đây. Cháu chào bà. Cháu chào bà. Ừ. Cháu về đây. Các bạn có nhìn cái dốc này không? Nó sâu xuống dưới kia không? Mình làm quả chạy này. Khinh công. Đây, nhà Tuấn Ma đây. Nhà to. Đấy, nhà siêu to luôn. Đấy, còn bố mẹ Tuấn. Đâu về nhà phải xem có tổ có gì ăn không? Có gì không? Có bia à? Bia. Ôi trời 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 trời. Đói quá. Ok nhá, bây giờ mình sẽ cho anh em mình đi ăn pizza nhá. Đói quá, okay không chịu được. Ăn pizza không? Có, ok. Có. Mấy bạn uống nhá. Ngọt không? Ngọt, đéo cho mày uống đâu. Lạnh quá lên tận não à? Phê. Ngon bừng ngấy. Bởi vì cái này là nguyên quả xoài sinh tố có xay ra mà. Ngấy xong còn lạnh buốt lên tận não nữa. Đợi pizza ra rồi. Mời các bạn ăn pizza nhá. Làm miếng bạn này. Ui, pizza bên nước ngoài nhở. Phô mai xúc xích. Ngon. Ngon ngon. Con.
Lòng vãi. Nóng rồi, ăn pizza. Ngon. Đây, bây giờ mình sẽ dắt Long Vũ với cả Văn Huỳnh đi xem biển chỗ mình nhá. Thì Tuấn ở đây bên mình từ bé nên là cháo gì xem nhỉ? Mình thấy biển nó bình thường. Ngày cứ ra kiểu háo hức kìa. Thì mặt cu cậu đang háo hức. Để cái con vạn nó ở trong. Ôi, đây. Này. Đấy. Đấy. Bạn quay cho mình chiêu chó chiêu chó. Bao giờ mình về nhà cũng là ăn cơm ngon nhất các bạn ạ. Bởi vì là ở trên kia thì không hiểu sao chứ mình cứ thấy ăn cơm ở nhà là ngon nhất. Bởi vì hôm nay mẹ mình mua nhiều đồ ăn. Đây có ốc đá nhá. Đây cái con này con sò điệp này. Cái con này ngọt cực kỳ luôn, gấp 10 lần con ngao luôn. Đó, rất là ngon nhá. Đây mẹ mình còn nấu cả món cá song đây. Đấy, canh cá song nấu dưa nhá. Phải nói là cơm này rất là ngon luôn đấy. Bây giờ trời cũng khoảng 7 giờ tối rồi. Chỉ mình ăn cơm thôi. Đây mẹ mình nhá, mẹ mình khỏe rồi nhá. Mẹ đỡ chưa? Mẹ đỡ rồi. Mẹ mình mổ khối u lăng ở trong bụng ấy. Giờ mẹ mình cắt tóc ngắn nhìn khác hơn ngày trước. Đây nhá, mời các bạn ăn nhá. Canh cá song này, sò điệp này. Đây mình sẽ quay sò điệp các bạn xem. Đấy, con sò điệp này. Con này cực kỳ ngon luôn. Thịt nó to nhỉ. Mời các bạn ăn nhá. Ngọt gấp 10 lần ngao ấy nhỉ. Cảm ơn bác nhá. Mời mình nhá. Ngon lắm. Mời bác, mời anh ăn cơm. Ngon không? Ngon vãi. Đây là miếng cá song nhá. Cá này thuộc dạng gần như là đắt nhất ở chỗ mình ấy. Đấy. Cá hảo hạng. Cá hảo hạng. Quá ngon. Đặc sản Vân Đồn đây rồi. Đây ngăn kéo này này. Ngon. Cái này phải gọi là siêu ngon luôn nhá. Lần nào mình về nhà thì mình cũng kiểu mua quần áo cho bố mình ấy. Mà lần này chưa mua cho mẹ mình nên là lần này mình sẽ dắt cả bố mẹ mình đi mua cùng mình luôn nhá. Chứ cái áo mẹ mình kìa cũng được hơn 1 năm rồi. Cũng khá là cũ rồi ấy. Bây giờ mình sẽ dắt cả bố mẹ mình đi mua quần áo luôn. Bố mẹ ơi, đi với con đi mua quần áo. Đấy, bây giờ sẽ chở cả bố mẹ mình đi nhá. Bác mặc thấy thoải mái không bác? Được, bộ này đẹp. Đấy, bộ này 600k. Được cái là mình với bố mình cùng gu thời trang ăn mặc. Cộng cái gì này trên giống nhau. Mình cũng hút tông nào, bố mình cũng hút tông nào. Bố bạn như nào thì bạn cũng như thế. Không, mình không uống rượu. Theo bố là không uống rượu. Áo này được không đưa rồi? Được. Đấy cả bộ này được ấy. Vâng. Sạch, được. Cũng xuông luôn à? Xuông luôn. Bố không thích cái bó đâu. Nhưng mẹ có thích không? Mẹ thích rồi. À.